Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Chánh án bang New York, ông John McCain đã quyết định lùi phiên tòa kết án cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ chi tiền bịt miệng diễn viên Stormy Daniels. Theo đó, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9 tới, thay vì ngày 11 tháng 7 như kế hoạch ban đầu. Động thái trên được đưa ra một ngày sau khi tòa án tối cao Mỹ tuyên bố ông Trump được hưởng quyền miễn truy tố về công vụ, cho thấy hiệu quả sâu rộng của phán quyết này. Phán quyết ngày 1 tháng 7 của tòa án tối cao Mỹ khiến vụ công tố viên đặc biệt Jack Smith truy tố ông Trump âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 trở nên không rõ ràng và ông Trump gần như không thể bị xét xử trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Bên cạnh đó, phán quyết cũng có thể ảnh hưởng tới vụ ông Trump bị truy tố trong vụ lưu trữ tài liệu mật tại Tư Dinh và vụ can thiệp bầu cử ở bang Georgia. Ngày 30 tháng 5 vừa qua, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan kết luận cựu Tổng thống Donald Trump phạm 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu số tiền 130.000 đô la Mỹ mà ông Michael Cohen, luật sư của ông đã trả tiền cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Hồ sơ công ty Trump Organization ghi số tiền đó là chi phí pháp lý được ông Trump và công ty trả cho luật sư Cohen. Thực tế khoản tiền này được chi để mua sự im lặng của bà Daniels về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa hai người nhằm không ảnh hưởng đến cuộc đua của ông Trump vào Nhà Trắng năm 2016. Mới chỉ 28 tuổi, ông Jordan Bardella đã đưa Đảng Tập hợp Quốc gia RN cực hữu trở thành lực lượng chính trị mạnh bậc nhất tại Pháp sau khi Đảng Tập hợp Quốc gia RN giành chiến thắng tại vòng bỏ phiếu quốc hội lần đầu tiên với 33% số phiếu bầu hôm 1 tháng 7. Ông Jordan Bardella đã kêu gọi những cử tri ủng hộ tiếp tục bỏ phiếu cho RN để phe cực hữu giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc bỏ phiếu quyết định ngày 7 tháng 7 tới đây. Cục diện đang diễn ra theo hướng có lợi cho RN, bất chấp việc liên minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nỗ lực ngăn chặn phe cực hữu chiến thắng. Trong kịch bản RN giành chiến thắng chung cuộc, RN sẽ có vai trò điều hành chính phủ và Jordan Bardella trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Pháp. Thủ tướng hiện tại là ông Gabriel Attal, 35 tuổi. Việc Jordan Bardella trở thành chủ tịch đánh dấu kết quả sau hàng thập kỷ nỗ lực của bà Le Pen nhằm đổi mới thương hiệu RN. Jordan Bardella gia nhập RN vào năm 17 tuổi và kể từ đó, ông từng giữ chức vụ phát ngôn viên của đảng trước khi được bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch và trở thành thành viên thứ hai trong lịch sử Nghị viện châu Âu vào năm 2019. Theo hãng tin AP, chính ông Bardella đã viết bài đăng tải trên mạng xã hội X kêu gọi Tổng thống Macron giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm sau khi RN đánh bại phe trung dung của ông trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 9 tháng 6. Trong sự kiện mới đây của RN, ông Bardella cam kết thúc đẩy luật pháp và trật tự xã hội, thắt chặt quy định về nhập cư cũng như hạn chế một số phúc lợi xã hội chỉ dành cho công dân Pháp, chẳng hạn như phúc lợi về nhà ở nếu ông trở thành tân thủ tướng. Tổng giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos hôm qua đã phê chuẩn lộ trình xây dựng trạm vũ trụ riêng của Nga. Theo đó, dự án này dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2027 đến năm 2033 với mục đích giúp đảm bảo tính liên tục cho chương trình du hành vũ trụ của Nga, cũng như giải quyết các nhiệm vụ phát triển khoa học, kỹ thuật, kinh tế quốc dân và an ninh quốc gia. Theo thông báo của Roscosmos, lộ trình xây dựng trạm vũ trụ mới của Nga cũng đã được lãnh đạo 19 công ty tham gia quá trình ký kết. Theo lộ trình này, trước tiên, một mô đun năng lượng khoa học sẽ được đưa lên quỹ đạo vào năm 2027. Ba mô đun tiếp theo sẽ lần lượt được đưa lên quỹ đạo trước năm 2030. Bốn mô đun này sẽ tạo thành hạt nhân của trạm vũ trụ. Ở giai đoạn 2, giai đoạn 2031-2033, hạt nhân này sẽ được mở rộng bằng việc lắp ghép với hai mô đun khác. Cũng tại sự kiện đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng nhà nước về thiết kế thử nghiệm chế tạo trạm vũ trụ cũng như tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới và tên lửa đẩy hạng nặng Angara. Lộ trình mới cũng bao gồm việc thử nghiệm bay tàu vũ trụ mới, chế tạo tên lửa đẩy và cơ sở hạ tầng mặt đất cũng như công việc của các viện khoa học trong lĩnh vực liên quan. Tổng giá trị của dự án dự kiến là gần 609 tỷ rúp, tương đương khoảng 6,9 tỷ đô la Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Moscow tuyên bố chiếm giữ các khu định cư mới. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đang kiểm soát thêm khu định cư Stepova, Novoselika ở vùng Kharkov và Novopokrovsk ở vùng Donetsk. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine trong một thông báo buổi tối hôm qua lại thông báo rằng quân đội của họ đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công ở khu vực Kubiansk gần Kharkov, trong đó có cả Stepova, Novoselika. Phía Ukraine nhấn mạnh giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt gần Sinkivka, xa hơn về phía Tây. Nga đã công bố đạt được một số thành tựu kể từ khi kiểm soát thành phố Avdiivka ở khu vực Donetsk vào tháng 2 năm nay. Trong đó, vùng Donetsk và Kharkov vẫn là tâm điểm dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km
ở phía đông và phía nam Ukraine. Quân đội Ukraine trước đó cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần hai thị trấn ở khu vực Donetsk là Novo, Lesandrivka và Spine một ngày sau khi lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát hai khu định cư này. Báo cáo buổi tối nói rằng giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở cả hai địa điểm. Quân đội Nga đã duy trì sự hiện diện quân sự dọc biên giới từ các khu vực phía bắc Chernihiv và Sumy của Ukraine. Đồng thời, lực lượng Moscow đang gia tăng mật độ các bãi mìn và tiến hành các cuộc không kích. Nga đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực biên giới phía đông Bắc Kharkov từ tháng 5, mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột toàn diện với Ukraine kéo dài 28 tháng qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27 tháng 6 thừa nhận Kiev đang hứng chịu nhiều thiệt hại trên chiến trường và không muốn kéo dài cuộc chiến thêm nhiều năm nữa. Hungary đã kêu gọi Ukraine cân nhắc thúc đẩy lệnh ngừng bắn sớm để có thể đẩy nhanh quá trình hòa đàm. Tuyên bố được Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Kiev. Phát biểu họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Orbán cho biết Budapest coi trọng sáng kiến hòa bình của Ukraine cũng như đánh giá cao nỗ lực của Kiev nhằm thúc đẩy tầm nhìn hòa bình của Tổng thống Zelensky. Song cho rằng sáng kiến này cần có thời gian. Với tư cách là Chủ tịch Luân phiên của EU, Thủ tướng Orbán đã đề xuất với Tổng thống Ukraine cân nhắc đẩy nhanh quá trình hòa đàm với việc đạt được một lệnh ngừng bắn trước. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng ngày cho biết sẽ sớm công bố khoản viện trợ an ninh cho Ukraine trị giá 2,3 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine tại Washington, Bộ trưởng Austin cho biết gói hỗ trợ an ninh mới sẽ bao gồm nhiều loại vũ khí chống tăng, hệ thống đánh chặn phòng không, qua đó cho phép đẩy nhanh quá trình Kiev mua các hệ thống tên lửa của Mỹ. Liên Hợp Quốc hôm qua ước tính lệnh sơ tán của Israel đối với một số khu vực ở phía nam dải Gaza hôm 1 tháng 7 đã ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 250.000 người. Đáng chú ý, nhiều bệnh viện cũng phải đóng cửa và chuyển người bệnh. Theo Liên Hợp Quốc, rất nhiều người Palestine từng rời thành phố Rafah để đến thành phố Khan Yunis vốn đã bị phá hủy nặng nề trước đó và nay lại phải tiếp tục sơ tán tới một nơi khác. Nhiều bệnh viện trong khu vực cũng đã phải đóng cửa và chuyển bệnh nhân sau lệnh sơ tán của Israel, khiến bệnh viện duy nhất còn hoạt động ở Gaza là Nasser rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Đây cũng là lệnh sơ tán lớn nhất được Israel ban bố kể từ tháng 10 năm ngoái tới nay. Trong khi đó, quân đội Israel thông báo đã không kích 30 mục tiêu tại Gaza và đồng thời đẩy mạnh hoạt động quân sự ở miền trung Gaza và Rafah ở miền nam. Các nguồn tin sở tại cho hay, thành phố Khan Yunis đã chịu pháo kích và không kích nghiêm trọng khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Trong khi đó, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, hôm qua vẫn khẳng định sẽ chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự tại Gaza khi toàn bộ con tin được giải cứu và lực lượng Hamas bị tiêu diệt. Ít nhất 116 người đã thiệt mạng trong vụ dẫm đạp xảy ra tại một sự kiện tôn giáo ở thành phố Hathras, bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một trận bão bụi đã gây ra tình trạng hoảng loạn. Nhà chức trách địa phương cho hay, vụ dẫm đạp xảy ra khi bão bụi dữ dội quét qua khu vực nơi mọi người đang tập trung để nghe một nhà truyền giáo nổi tiếng thuyết giảng. Tình trạng hoảng loạn đã xảy ra khiến nhiều người bị dẫm đạp, đè đến nhau hoặc rơi xuống cống ven đường. Hầu hết những người thiệt mạng và bị thương đều là phụ nữ. Qua điều tra sơ bộ, lực lượng cảnh sát cho biết có thể sự kiện trên đã có số người tham dự vượt quá mức cho phép. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng 2.400 đô la Mỹ, với người bị thương là 600 đô la Mỹ.